Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Phụ nữ Hưng Yên thời đại mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, các cấp hội trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên đã kết nạp trên 380 hội viên danh dự là nam giới. Đây là những người có uy tín, tầm ảnh hưởng tích cực, đồng hành, đóng góp cho sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới. Trong đó, huyện Khoai Châu kết nạp được 350 hội viên, còn lại là thành phố Hưng Yên, huyện Tiên Lữ, Phù Cừ, huyện Văn Giang và thị xã Mỹ Hào. Hội viên danh dự của Hội Liên hiệp Phụ nữ là người đủ 18 tuổi trở lên, đa số đang công tác và làm việc giữ vị trí vai trò chủ chốt tại các cơ quan, đơn vị, các xã phường thị trấn và các thôn tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh. Phát triển hội viên danh dự là điểm mới đặc biệt trong điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được bổ sung quy định về hội viên danh dự nhằm ghi nhận tôn vinh những người có uy tín, tầm ảnh hưởng tới cộng đồng, có khả năng quy tụ tập hợp tác động tích cực đến nhận thức và hành vi của hội viên phụ nữ, đã có quá trình thời gian tham gia hỗ trợ các hoạt động hội, tương trợ giúp đỡ hội viên phụ nữ, qua đó góp phần tích cực thực hiện công tác bình đẳng giới trong các hoạt động phong trào của hội như giúp đỡ và hỗ trợ tư vấn cho hội viên phụ nữ về tinh thần, vật chất phù hợp với điều kiện khả năng, thế mạnh của mỗi hội viên danh dự. Khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã chỉ đạo huyện Văn Lâm đã vào cuộc triển khai các biện pháp, nhờ đó môi trường nơi đây đã được cải thiện. Xã chỉ đạo có 4 thôn với trên 10.000 nhân khẩu, lượng rác sinh hoạt hàng ngày thải ra môi trường rất lớn. Tại các điểm tập kết của các thôn, rác thải ùn ứ không được xử lý khoảng 10 đến 20 tấn, bốc mùi hôi thối ảnh hưởng tới môi trường sống nhân dân, gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường. Khắc phục tình trạng trên, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã chỉ đạo ra mắt mô hình điểm nhà sạch vườn đẹp ngõ sạch gắn với mô hình 10 hộ liên kề thực hiện phân loại xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình ở 4 trên 4 thôn trong xã. Ngoài thực hiện công tác dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, kinh phí địa phương đã cấp 150 thùng kín cho 1.500 hộ thực hiện phân loại xử lý rác thải. Đến nay, mô hình đã lan tỏa ra ở cả 4 trên 4 thôn, góp phần làm giảm lượng rác thải sinh hoạt phải vận chuyển đi xử lý từ 1,1 đến 1,3 tấn một ngày. Chúng tôi làm điểm các mô hình làm điểm trước. Ban đầu là chúng tôi chọn mỗi thôn vài mô hình điểm, là 10 hộ liền kề chúng tôi làm một mô hình phân loại xử lý rác thải, và mỗi thôn chúng tôi chọn 5 đến 7 mô hình thôi. Nhưng để mà nhân dân làm theo thì chúng tôi phải tổ chức rất là nhiều hội nghị từ xã đến thôn, và thậm chí chúng tôi phân công cán bộ xuống từng hộ gia đình hướng dẫn các hộ gia đình phân loại rác thải. Khi các mô hình này làm tốt rồi thì nhân dân mới tiến hành làm theo. Trong những năm qua, các cấp hội phụ nữ tỉnh Hưng Yên đã tích cực tham gia phong trào phụ nữ Hưng Yên, chung sức xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể và đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại các địa phương. Ngay sau khi xã có chủ trương mở rộng 6 tuyến đường giao thông liên thôn, có tổng chiều dài trên 6 km, cùng với cấp ủy chính quyền và các ngành đoàn thể của xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ đã đến từng hộ gia đình hội viên vận động về chủ trương ý nghĩa và mục đích của việc mở rộng các tuyến đường, nhờ đó đã nhận được sự đồng thuận của đông đảo hội viên. Đường được mở đến đâu, các gia đình hội viên đã thực hiện giải phóng mặt bằng ngay đến đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình. Chỉ tính riêng từ năm 2021 đến nay, hội đã vận động được trên 170 hội viên hiến 800 m2 đất ở, trên 1.500 m2 công trình tường rào và trên 100 cây ăn quả, cây bóng mát. Chúng tôi cũng muốn góp sức một ít công sức của nhà mình ra để cống hiến cho tập thể và xã hội để lấy cái con đường sau này xanh sạch đẹp. Có sự vào cuộc của hội phụ nữ nên cái tuyến độ mà làm cái đường giao thông nông thôn là đẩy lên rất nhanh và đảm bảo cả về mỹ quan và cái chất lượng của các công trình. Sau bao năm đi lại trên tuyến đường dài hơn 1 km, rộng hơn 1 mét, nhân dân thôn Lê Như Hổ, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên hết sức phấn khởi khi địa phương có kế hoạch nâng cấp mở rộng tuyến đường thành 5 mét. Và đây chỉ là một trong số trên 10 tuyến đường giao thông được mở rộng do trên 400 gia đình hội viên trong xã hiến đất, góp phần đưa xã trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Là người dân thì tôi cảm nhận được cái này là rất tốt. Nói chung là được đảng, nhà nước, chính quyền, địa phương, tỉnh quan tâm này không cái gì bằng. Thì chúng tôi gọi là thôi cũng đem tâm vào cùng với đảng, nhà nước, chính quyền, với địa phương để cùng làm. Thi công các tuyến đường giao thông thì mới bước đầu thì rất chỉ là khó khăn, nhưng với cái tinh thần trách nhiệm của người dân địa phương, đặc biệt là vai trò của phụ nữ, thì tuyên truyền vận động gia đình rồi là người thân đã hiến đất để làm đường giao thông nông thôn. Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ đồng cốt xuyên suốt, ngoài vận động hội viên phụ nữ tích cực tham gia các phong trào hiến đất mở rộng đường, phát triển kinh tế nâng cao thu nhập,
Chỉ tính riêng năm 2023, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã hiến trên 33.000 m2 đất thổ cư. Bên cạnh đó đã cung cấp kiến thức, kỹ năng cho cán bộ hội viên phụ nữ về kỹ thuật phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình cho trên 5.600 lượt người tham gia. Toàn tỉnh hiện có trên 124.000 hộ gia đình thực hiện phân loại xử lý rác thải. Đồng thời, các hội viên tích cực thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, gia đình 5 có 3 sạch, nhà sạch ngõ sạch, nhà sạch vườn đẹp, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Phụ nữ Hưng Yên thời đại mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.